chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Lenovo Legend Slim 5 i 7000 p i 7 2024 Thiết kế của Legend i 7000 p 2024 tuy không khác biệt quá nhiều so với những phiên bản tiền nhiệm, nhưng đã được hoàn thiện chỉnh chu và cải thiện một cách hoàn hảo hơn. Sở hữu chiếc màn hình 16 inch, Legend i 7000 p 2024 cho phép người dùng có thể đắm mình vào những thước phim hấp dẫn hay các tựa game đầy kịch tính với không gian hiển thị rộng lớn. Hơn thế nữa, Tần số quét 165 Hz còn mô phỏng lại từng chuyển động của nhân vật một cách mượt mà, hạn chế tối đa tình trạng giật xé hình khi bạn chơi các tựa game hành động nặng như bắn súng, đua xe, đấu vật. Legend Y7000P 2024 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối giúp cho người dùng thuận tiện kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, USB, box HDD một cách thoải mái, đem lại trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng. Với việc được trang bị con chip CPU Core i7 14650HX mới nhất sử dụng quy trình hiệu suất cao Intel 7, 16 nhân và 24 luồng, B core cap to 5.2 GHz, E core cap to 3.7 GHz, 30MB cache, đi cùng 16GB DDR5 và 1TB SSD NVMe PC đem đến hiệu năng siêu khủng. Bàn phím của chiếc Legion Y7000P 2024 được thiết kế full size và được trang bị bàn phím chu với chất lượng không kém gì bàn phím cơ. Bàn phím của máy có tiết diện lớn, khoảng cách hợp lý, hành trình phím sâu cho trải nghiệm gõ siêu mượt. Ngoài ra Bàn phím trên chiếc Legion y 7000 p 2024 được trang bị đèn nền đẹp mắt, hỗ trợ cho người dùng làm việc trong điều kiện thiếu sáng một cách thuận lợi, cho bạn những thao tác nhanh nhạy và chính xác. Kiến trúc tản nhiệt Xavier Kiankun loại bỏ các cửa thoát khí ở cả hai bên và bổ sung thêm các cửa thoát khí bên trong lớn hơn. Tôi ưu hóa các ống dẫn khí bên trong và bổ sung thêm một cửa thoát khí trung tâm phía sau để đạt được hiệu suất giải phóng vượt xa các phương pháp tản nhiệt truyền thống. CPU, Intel Core i7-14650HX, 30MB cache,

một ethernet, RJ45, một jack 3,5 mm, một power connector. Pin, 3 cell 80W. Trọng lượng 2,35 kg. Hệ điều hành Windows 11. Năm sản xuất 2024. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.